Vào khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 4, tại thôn Măng Khen, xã Đắc Man, huyện Đắc Lây, tỉnh Con Tâm, xảy ra vụ tai nạn ô tô làm hai người trên xe tử vong tại chỗ. Nhân viên bảo vệ kể lại phút liều mình cứu người phụ nữ bị chém giữa khu đô thị Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu chung cư Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. May mắn một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh bất chấp nguy hiểm đến can ngăn, nhờ vậy nạn nhân có cơ hội chạy thoát. Cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng người phụ nữ. Ngày 15 tháng 4 Ông Nguyễn Văn Tho, 43 tuổi, bảo vệ khu chung cư trên xác nhận ông là người kịp thời đến giải cứu người phụ nữ bị tấn công. Ông Tho kể lại, chiều 14 tháng 4, ông đang trực ở sảnh S403, khu chung cư, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ. Cách hiện trường khoảng 20 mét, ông Tho thấy người đàn ông cầm dao tấn công một người phụ nữ, còn một người phụ nữ khác đã chạy được một đoạn. Xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám căng ngăn. Lúc này, ông thổi còi để ngăn cản đối tượng, Người đàn ông lúc đó đang cầm dao với vẻ mặt tức giận, liên tục chửi bới, dọa nạt người phụ nữ và muốn lao vào chém nạn nhân. Ông Tho kể và cho biết, ông đã khuyên nhủ đối tượng bình tĩnh, tạo khoảng trống để người phụ nữ có thể chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, đối tượng bị ông Tho cùng lực lượng bảo vệ khác khống chế đưa lên công an phường Tây Mổ. Còn hai nạn nhân bị thương cũng được lực lượng an ninh của khu chung cư đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nam bảo vệ cho hay đã làm việc được 2 năm ở khu chung cư này, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và vào căn ngăn một đối tượng cầm hung khí tấn công người khác. Khi vào đây làm bảo vệ, chúng tôi đã được đào tạo kỹ năng cứng, kỹ năng mềm để ứng phó và xử lý vụ việc bất cập xảy ra trong khu đô thị. Khi ấy tôi chỉ nghĩ mình đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải hoàn thành trách nhiệm. Tôi cố gắng làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người phụ nữ đó, ông Tho nói. Ông Tho cũng cho biết thêm, sau khi bị tấn công, người phụ nữ bị thương rất nặng nên hoảng loạn, đau đớn, không nói được gì. Liên quan đến vụ việc, công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1991, trú Nam Từ Liêm, để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém chị Mai Hân là vợ cũ của Trường và chị Ngọc Hạnh là bạn của chị Hân bị thương. Công an xác định do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc nuôi con nên chiều 14 tháng 4 Trường đã dùng dao gây án. Sự việc xảy ra tại khu chung cư Vinhome Smart City. Sau khi gây án, Trường đến công an phường Tây Mỗ đầu thú. Bị tương đổ đè trúng khi đang phá kia ốt. Một người tử vong, ba người bị thương. Tối ngày 15 tháng 4, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, trưởng công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường trong lúc đập kia ốt tại một nhà dân trên đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lúc này, một nhóm thợ đang thảo dỡ kia ốt của một nhà dân để lấy mặt bằng làm đám tang cho người thân, thì bất ngờ bức tường bị đột sập. Vụ tai nạn khiến ông Lê Văn Giang, sinh năm 1976, chú phường Thuận Lộc tử vong, ba người khác gồm ông Đinh Công, sinh năm 1959, trú thành phố Huế, ông Lê Văn Sơn, sinh năm 1993 và ông Lê Văn Hận, sinh năm 1996, cùng trú phường Thuận Lộc bị thương. Sau sự việc, công an phường Thuận Lộc và lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Con tâm, xe tải lao xuống mương thoát nước làm hai người tử vong tại chỗ. Vào khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 4, tại thôn Măng Khen, xã Đắc Man, huyện Đắc Lây, tỉnh Con Tâm, xảy ra vụ tai nạn ô tô làm hai người trên xe tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô tải do tài xế Nam, 32 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam, điều khiển, trên xe chở theo tài, 25 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam, đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Quảng Nam đi tỉnh Con Tâm, khi đến tại km 1420 420 200 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Măng Khên, xe ô tô tải bất ngờ tự gây tai nạn, lao xuống mương thoát nước bên trái đường. Cú va chạm đã khiến hai người trên xe ô tô tải tử vong tại chỗ. Các phương tiện lưu thông qua khu vực đều lò xo, bị ách tắc nhiều giờ liền. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Đắc Lây đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người bị nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. một người Hà Nội muốn hô mưa gọi gió cho thành phố Hồ Chí Minh giao công an làm rõ. Trao đổi sáng ngày 16 tháng 4, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Hà Nội cho biết đã nắm thông tin về việc trên địa bàn có người dân tên Lê Minh Hoàng vừa được giới thiệu vào thành phố Hồ Chí Minh cầu mưa giúp cho dân Nam Bộ thoát cảnh hạn hán. Lãnh đạo huyện cho biết vụ việc xuất phát từ nhận thức của ông Hoàng, từ trước đến nay địa phương chưa từng ghi nhận năng lực này của ông. Sau khi nắm sự việc huyện đã chỉ đạo xã Mỹ Thành, nơi thường trú của ông Hoàng và công an xác minh. Sau khi nhận chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành và công an đã có buổi làm việc với ông Hoàng, hiện chưa có kết quả xử lý. Trong chiều ngày 15 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng cũng cho biết kế hoạch vào thành phố Hồ Chí Minh của ông không thành. Ông nói rất muốn vào thành phố Hồ Chí Minh cầu mưa giúp bà con giải nhiệt. Tuy nhiên vì một số lý do bất khả kháng ở địa phương, chuyến đi của ông đành gác lại. Trong khi đó, thông tin từ phía huyện Mỹ Đức cho biết, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành và Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên, ông Hoàng đã thừa nhận những thông tin đưa ra về khả năng cầu mưa là chưa chính xác. Huyện cho biết sẽ chờ thông báo cụ thể từ xã để có các bước tiếp theo và xem xét hình thức xử lý với cá nhân này, do đây là vụ việc xuất phát từ nhận thức. Đồng thời, địa phương đã yêu cầu Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Thành kiểm điểm vì ký xác nhận cho ông Hoàng có khả năng cầu cho cây lúa bớt đổ vào năm 2023. Quan điểm của huyện đây là vụ việc có tính chất mê tín dị đoan, do đó cán bộ xã ký xác nhận cho sự việc này là khó chấp nhận. Chủ tịch tập đoàn Thuận An bị bắt, doanh nghiệp vài tỷ vốn tăng gấp 200 lần nổi lên nhờ cầu đường. Từ một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 3,9 tỷ đồng trong vòng 10 năm trở lại đây, Thuận An đã lớn nhanh như thổi và vốn điều lệ đã gấp 200 lần lúc mới thành lập. Những năm gần đây, tập đoàn này nổi lên nhờ làm cầu đường. Như đã thông tin, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Bộ công an đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 bị can trong đó có ông nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ hiện website của doanh nghiệp không thể truy cập tập đoàn thuận an tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an do ông nguyễn duy hưng làm chủ tịch thuận an group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo kinh doanh và đầu tư bất động sản Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với vốn điều lệ khiêm tốn 3,9 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2018, Thuận An Group bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 3 lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng lần. Đến năm 2014, vốn đăng ký của doanh nghiệp đã lên 300 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau 10 năm. Năm 2021, doanh nghiệp tiếp tăng vốn điều lệ lên gần 3 lần. 800 tỷ đồng, gấp hơn 200 lần so với khi mới thành lập. Nhiều năm gần đây, Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Vài năm gần đây, tập đoàn này nổi lên là một nhà thầu trong các dự án làm cầu. Đó là dự án cầu sông Rút nằm trên tuyến cao tốc nối Hạ Long với Bạch Đằng, cầu cửa hội Dê Văn Echadot băng qua sông Lam, cầu Vĩnh Tuy 2, cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, cầu Rạch Miễu 2. Tập đoàn Thuận An cũng chính là một trong hai nhà thầu chính thi công cầu dây văn máy chai nối từ Mương Cầu Tre, Ngô Quyền sang đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng do một tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư. Công trình nằm ngay cửa biển có các tàu tải trọng lớn ra vào. Còn tại công trình cầu dây văn Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương, Thuận An là nhà thầu đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất dự án với giá trị thi công gần 800 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Sáu luật sư bào chữa cho mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên sau gần một tháng tạm hoãn làm việc, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử phúc thẩm đối với Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong vụ án nữ sinh giao gà và Vì Thị Thu, sinh năm 1982, liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy. Phiên xử diễn ra ngày 22 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên do thẩm phán Nguyễn Vũ Đông làm chủ tọa. Theo quyết định xét xử, bà Trần Thị Hiền có 6 người bào chữa, Họ gồm các luật sư Giang Hồng Thanh, Trần Đình Chuyển, Trần Đình Minh Long, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Vy và Lương Đức Chính. Hôm 19 tháng 3, bà Hiền và Vy Thị Thu được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Khi phiên tòa diễn ra được gần 1 giờ, bị cáo Trần Thị Hiền ngất xỉu nên lực lượng chức năng phải đưa bà này đi kiểm tra y tế. Do đó, phiên tòa phúc thẩm hôm đó phải tạm dừng. Theo bản án, tháng 5 năm 2017, bà Hiền biết việc mua bán ma túy mang lại lợi nhuận nên bị cáo thỏa thuận mua hai bánh heroin từ Bùi Văn Công và vợ chồng Vì Văn Toán, chủ mưu sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Sau khi bàn bạc với Công, Vì Thị Thu, vợ của Toán, đã đến biên giới để mua heroin. Trong lúc chờ bán ma túy cho Công, Vì Văn Toán là người trông giữ số hàng cấm này. Cuối tháng 5 năm 2017, Công rủ Lương Văn Hùng đến nhà Thu lấy ma túy đi giao cho bà Hiền. Khi giao dịch, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên đưa trước cho Công 290 triệu đồng, còn nợ 30 triệu đồng. Ngày 1 tháng 2 năm 2019, Toán cùng Công bàn bạc để tìm cách buộc Trần Thị Hiền trả tiền. Công cũng cho rằng bà Hiền đang nợ bị cáo 30 triệu đồng nên đồng ý với Toán đi đòi tiền. Hai ngày sau, các bị cáo lên kế hoạch bắt cóc bà Hiền. Tuy nhiên, Công đề xuất bắt nữ sinh Cao Mỹ Duyên để ép bà Hiền trả tiền. Quá trình giam giữ nạn nhân, Bùi Văn Công cùng một số bị cáo thay nhau khống chế để nhiều lần hiếp dâm nữ sinh. Để che giấu hành vi phạm tội, ngày 7 tháng 2 năm 2019, Bùi Văn Công đã dùng công nhị khúc siết cổ khiến Duyên tử vong sau đó. Quảng Nam yêu cầu ra soát dự án liên quan tập đoàn Thuận An Ngày 16 tháng 4, ông Nguyễn Như Công, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đã ký công văn gửi các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Theo công văn, qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan việc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị vi phạm quy định về đấu thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến doanh nghiệp này, nhà thầu, nhà đầu tư. Qua đó, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu. Như đã thông tin, ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Thuận An để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, gồm Nguyễn Văn Thảo, giám đốc và Đàm Văn Cường, phó giám đốc cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ngoài ra, khởi tố bắt tạm giam Hoàng Thế Du trưởng phòng Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố vụ án vụ xe chở đoàn của quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh gặp tai nạn tại Con Tôm Ngày 16 tháng 4, ông Võ Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Con Rẫy tỉnh Con Tôm cho biết, công an huyện này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan tai nạn xe chở đoàn cán bộ của quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an mới khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm. Trước đó, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh tạm giữ tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú thành phố Quy Nhơn, Bình Định, để phục vụ công tác điều tra. Như đã thông tin, chiều ngày 13 tháng 4, đoàn khách này bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó, đoàn thuê xe khách di chuyển về thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum để du lịch khi xe chạy trên quốc lộ 24 đến xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy thì va chạm với xe tải ngược chiều. Tai nạn khiến một người chết tại chỗ, ba người bị thương nặng, những người còn lại cũng bị thương, xây sát nhiều nơi. Hiện còn 9 người bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông này đang được điều trị tại Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.